con tôm thu gom được 300 kg chó, nhóm trộm điện taxi chở đi tiêu thụ thì bị nhà chức trách bắt quả tang. Ngày 3 tháng 3, Công an huyện Sa Thầy tạm giữ Mai Ngọc Viễn 33 tuổi và Đào Văn Thuy, 54 tuổi, cùng quê con tôm để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Rạng sáng hôm 29 tháng 2, Viễn cùng người bạn tên Thực ở thành phố Con Tum dùng xe máy đi lên huyện Sa Thầy trộm 3 con chó. Cả hai sau đó mua thêm 19 con chó giá 10 triệu đồng của hai thanh niên tại đồi thông cạnh trung tâm văn hóa huyện Sa Thầy. Xong xuôi, Viễn gọi cho Thuy lái taxi đến chở 22 con chó đi tiêu thụ thì bị cảnh sát bắt giữ. Riêng Thực dùng xe máy của mình trốn thoát. Trần Hóa Les Blood Act, Oai.